Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện chúng ta đang có mặt ở đường Cô Bắc. Cô Bắc quận 1. Hôm nay thì có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ này. Hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi một vòng đường Cô Bắc. Rồi để đi đến cái nhà thờ Cầu Kho nha. Đây thì có cái lò bánh mì năm xưa mà đã dời qua bên kia rồi, giống như người ta trả mặt bằng vậy đó. Cái nhà năm xưa đối diện trường Lương Thế Vinh đã đập bỏ rồi nè, chắc sẽ xây lại căn nhà mới. Miếng đất rất là lớn luôn. Đối diện trường Lương Thế Vinh. Đi đồng ơi. Đây. Này sao nó méo méo người ta? Nhìn nó méo méo. Live stream. Đứng yên, nó quay cái đẹp lên. Gì vậy? À, tưởng nó bắt con sâu té xỉu luôn. Nóng hết, nó live TV rồi, nóng hết. Bỏ anh đúng không? Máy này bự không máy kia? Mỗi máy mỗi khác. Máy này quay, bữa anh vô cũng đang quay không? Đi làm gần đó. Này đi thẳng luôn. Đi thẳng để đi ngang cái nhà 292 nè. Đây là ngã tư Cô Bắc với lại Nguyễn Khắc Nhu. Đây có cái nhà truyền thống sân khấu. Rồi mình qua đường nha. Ra ngoài đây là hướng Trần Hưng Đạo nè. Rạp Trần Hưng Đạo, ở đó có rạp Trần Hưng Đạo. Rạp Hưng Đạo. Rồi khách sạn Metropole. Góc Nguyễn Cư Trinh. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều. Nên trời không nắng. Mà thời tiết này rất là hầm. Chúng ta tiếp tục. Do có sự cố về máy ảnh. Chúng ta tiếp tục nha. Đây là 254 Cô Bắc. 256 là Vựa Gạo. Rồi tới xíu nữa mình đến 292. Gửi đến cô chú anh chị căn nhà ngày xưa của mình nha. Hình ảnh Sài Gòn quen thuộc. Đây là cái trường Lương Thế Vinh. Trường tiểu học Lương Thế Vinh này là cơ sở 2. Đây 288. Kế bên là tiệm net 290. Đây là
292. À, nhìn nhà cái cửa này chúng ta biết ngày xưa rồi. Số hình ảnh ở căn nhà này gửi cô chú anh chị mình xem. À, hình dung lại ngày xưa nha, đối diện nhà mình thì có cái nhà cũng xưa xưa nè, bây giờ làm cái gara ô tô, bãi giữ xe. À, kế bên thì có cái chùa ni, pháp hoa ni viện. À, có cái nhà này mới xây. Và đằng kia là cái nhà hàng Ngọc Linh ngày xưa. Nhà Ngọc Linh bây giờ là đặc sản vùng miền, nhà hàng tự do nè. Sau nhiều sang rất là nhiều chủ thì bây giờ thành tên là nhà hàng tự do. Đấy, ngày xưa đây là cái ủy ban phường nữa, nhưng mà bây giờ ủy ban phường đã dời qua bên đây, cái hẻm 59 ở nhà bàn vàng nè. Rồi tiếp theo hành trình thì chúng ta sẽ đi đến nhà thờ Cầu Kho nha, để chúng ta ngắm nhìn lại nhà thờ và tìm người quen giúp cô chú anh chị. Này lái chuyên nghiệp quá, này lái chuyên nghiệp thiệt. Đâu ở đâu? Đâu ơi Đồng? Đồng ơi. Chạy đua, chạy đua, đua, đua. Thôi trời, chạy dưới vậy, chạy dưới vậy. Ta đến ngã tư Hồ Hảo Hớn và Trần Hưng Đạo nữa. À, bữa giờ ngã tư này rất là quen thuộc luôn, ta đi rất là nhiều lần luôn rồi nè. Qua bên đây là chúng ta đi hướng này là hướng về nhà thờ Cầu Kho. Đây, nằm ở trên đường Trần Đình Xu, ngày xưa là đường Phát Diệm. À, buổi chiều đường phố Sài Gòn rất là yên bình ha. Hả? Rồi qua đi. Rồi lên đây. Hôm nay chủ nhật thì vắng. Hồi xưa xe đạp nhiều lắm nên cái làng đi bộ này là không có rộng rãi vậy. Nhưng mà sau này không ai đi xe đạp nữa đó, nên cái làng này dành cho người đi bộ luôn. Ta nhìn qua bên kia đường nha. Bữa chúng ta có đi vô cái hẻm 301 3 ô 321 329 này rồi nè. Nay mình chị cùng nhìn lại ha. Không, cái hẻm đằng kia, không phải hẻm này. Xích lên tí. Thank you.
Đi đâu? Landmark à? Nhìn vô hẻm ngày xưa. Ôi xe gì? À xe Charlie. Chiếc Charlie giờ không còn nữa. Giờ ta gỡ ra chắc độ lại thành hả? Charlie á. Sao? Thì hết hết đát sử dụng rồi. Hết niên hạn sử dụng rồi, đâu còn thị trường nữa đâu. Có tiền mở ra tại vì nó mượn xe 300 ngàn nó đi ra biết thôi. Hẻm này kế cái hẻm 329 thông ra hẻm này luôn nè. Rồi chắc hành trình chúng ta tạm dừng tại đây nha. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà thờ Cầu Kho để tránh trường hợp video dài quá các anh chị xem chán. Đúng rồi. Để đẩy bạn đồng đi. Đây. Ừ, rồi xong rồi luôn. Rồi tạm biệt quý vị, chúc mọi người ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Được chưa? Thank you.